các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với video trận chiến. Nhưng mà lần này là nặng đất sét nha. Đây, nặng đất sét. Trận chiến lần này là sẽ là người nào mà nặng xấu nhất. Ví dụ như nặng té ớt hay là nặng té chanh gì đó. Người nào mà nặng xấu nhất là sẽ phải ăn cạp cái trái đó cái nha. Ví dụ té ớt cắn cái, té chanh thì cạp cái luôn, vỏ luôn. Nói chung là trò chơi hôm nay là thằng nào mà nặng xấu nhất là phải ăn luôn cái mẫu nặng nha, chứ không phải mẫu vẽ nha các bạn. Nói chung là phiên bản khác của vẽ. Mà hôm nay là mình bị bệnh các bạn, bị cảm rồi bị hen tiếng nữa, nên hôm nay là mình sẽ làm giám khảo thôi, chứ nói nhiều quá đau họng lắm nó không được. Rồi, trò chơi hôm nay là sẽ có cu dĩ tí với lại thằng Bảo là ba thí sinh chiến đấu với nhau nha. Còn mình hôm nay là mình sẽ làm giám khảo để chấm ba cu, rồi coi thằng nào nó nặng xấu nhất là sẽ bị hua, là phải ăn cái mẫu nặng nha. Rồi, hôm nay là mình vẫn chơi cái đồng hồ cát này nha. Mỗi lần chúng ta lặt như vậy là 3 phút để nó chảy xuống nha. Nói chung là 3 phút. Và đầu tư là mỗi hàng một cái hũ đất sét như vậy nha các bạn. Có 6 màu: xanh, vàng, cam, xanh dương, màu trắng với màu đỏ. Và thêm một mớ đất sét sơ cua. Đất sét sơ cua thì mình chỉ mua được có 5 màu thôi: vàng, hường, đỏ, xanh lá cây với lại xanh dương. Rồi phát sơ cua mỗi hàng một cục đi. Rồi ok, bây giờ vợ mình sẽ quay, còn mình sẽ chui vô trong cái phòng tổng đó mình làm giám khảo nha. Thằng An thì hôm nay nó sẽ làm cu ly nha. Chuẩn bị hết cho nè. Chưa giờ quá à, em biết nè. Nay Ship Lâm giùm tao làm dẫn chương trình đó. Rồi bây giờ tao cui nha, cui món hàng đầu tiên nha. Ta da. Wow, đứa ăn cái này tao bay. Màu gì vậy? Vô. Thời gian đang chạy. Nặng gồng. Sao vỏ không có ai nặng hết rồi. Này là gì vậy? Để em nặng cho coi nè. Khoai đen không khoai đen hả? Sắp hết giờ nha. 3 giây 2 1 Hết giờ. Chưa, còn xíu nữa. Rồi hết rồi. Hết giờ nha, hết giờ. Ngưng. Stop. Đây, giờ là đem cho 5 chấm điểm. Gì vậy? Gì vậy? Đây giống mày sổ hả? Trời ơi, trời ơi, tao bự vậy rồi tao bay nặng sao hả? Này gì vậy? Mình sớm bé. Đây. Trứng kho, chấm đi anh. Ớt chuông Đà Lạt hả? Đúng rồi hả? Rồi trái gì vậy trời? Wow. Cái cuốn tới chút xíu vậy nó nặng thành tới đều luôn. Giúp y tới đều luôn mấy đứa. Thấy không? Giúp y tới đều luôn nè. Rồi ok. Và cái trái ớt này đó, nó chỉ có 1, 2, 3 cành rưỡi nha. Rồi vậy cũng chính xác nè. Còn trái này là size nha các bạn. Trái ta tròn tròn như vậy còn nó dễ có hình tam giác nha. Này là size nha. Trái này là giống không giống tới đều luôn. Còn không giống tới ớt nữa. Này bỏ tay. Giống tới hới. Giống tới hới hả? Còn trái này là có đít luôn các bạn. Trái này có ở dưới đây là có 3 chấu rồi, này nó nặng 4 chấu nha. Còn cái đầu thì giống mình sữa. Rồi ok. Nói chung là cái trái điều, đây là cái hạt điều này mình thấy là nó đẹp nhất. Nhưng mà hôm nay chúng ta chỉ chấp người xấu nhất thôi, để mình bỏ qua cái đẹp nhất nha. Rồi đây là một sự lựa chọn, đó chính là trái hới và cái bình sữa. Mình quyết định là cái bình sữa thì gớt nha. Nhìn nó không có cái điểm nào mà giống cái trái ớt luôn các bạn. Đau họng quá, nó ít lợi. Mày nói là cái trái này là xấu đau đớn luôn. Rớt, tắt. Đây, trái này là đưa cái dĩa này cho nó luôn nha. Ok. Rồi trả hai dĩa này cho hàng kia luôn. Ăn phát bài nha. Ê, bài của bạn nào bạn ấy nhận đi nha.
Trời. Cái chén báo vô chung với cứ ủa, vô của ai à? Thầy. Vậy còn chưa nhận hàng á, còn đơ đơ nữa chứ. Thầy. Wow. Để học điều. Học rồi. Còn gì đây, nặng gì vậy? Tại sao em có một cái suy nghĩ nặng? Đó, đúng rồi. Hết đúng rồi. Nặng nguyên cái bình sữa luôn. Vì sao mà? Ừ. Cắn đi. Gì chưa cắn không có mùi rồi. Anh khế em, khế ngon không? Em à, quay qua khán giả nào, cùng quay qua khán giả. Đi quay khán giả, quay anh làm cái gì? Nhai nói gì? Nhai đi rồi nuốt, nhai đi. Đi quay qua kia, quay qua đây. Quay khán giả nè em, khó ăn lắm à. Khó ăn này, dáng nặng này đẹp xíu đi. Khóc không rồi, chạy đến mắt kìa. Ờ, ghê. Anh cứ kéo bụng quá chứ. Rồi, tháo nha. Rồi, chuẩn bị hết chưa? Vòng tiếp theo vòng 2 nha. Mở ra. Khui. Nấm này người ta có gọi là lên núi, gọi là nấm đùi gà. Nào, bắt đầu nè, chuẩn bị hết chưa? Nè nha. Chưa. Ngắm xíu mày. Ngắm mà. Rồi, gì vậy? À, mà cho màu khác dài lên cũng được. Ok, giúp. 1, 2, 3, rồi, chơi. 3 phút bắt đầu. Đúng. Đã xác còn sống chạy. Sắp hết giờ kìa. Lẹ. Rồi dừng. Chỉ đụng tay hơi nhiều nha. Dừng lại. Hết giờ. Rồi đây là cái nấm đùi gà các bạn. Rất là bự luôn. Đặc hồi là mùi nấm. À, tình hình là cái bộ màu đất sét thì là mình không có mua màu nâu màu đen nên thụi nó chơi thành là nấm độc không bạn, xanh lá cây nè với lại màu đỏ là nó chơi đỡ là vậy luôn nha. Mà mình vừa nhìn vào ba cái nấm này thì mình thấy là cái nấm này là nó quá là chibi nha, nó quá lùn nha. Đây nó vừa mập mà vừa lùn nữa nè. Wow. Còn hai cái nấm màu xanh này thì mình thấy là nó cũng nói chung là cũng căng đói đó bạn. Tại cái nấm thì cũng khá là dễ nặng, cứ cái mình nó dài dài với cái đầu như vậy thôi. Nên mình sẽ đánh giá là cái ngày nấm lùn này là rớt nha. Tạch nha, quá lùn nên tạch nha bạn. Ok. Phát bài nè. Cái này bị người khác chọc màu da xanh nè. Đây. Bài mà đánh giá sáng nhất luôn. Cái gì vậy? Nặng gì đó hả? Nấm đùi gà. Đùi gà. Nặng ngay rồi ăn luôn nè. Ủa, rớt hả? Rớt rồi. Nấm là đẹp chứ bữa. Nấm đùi gà mập y chang luôn thấy không? Mày lùn thì có. Rồi, để chút kia nó mì nha. Ăn sống được không? Được. Tao cho ăn nào. Cạp luôn. Ừ. Oh. Sao, cảm giác sao? Ngọt. Ê, nhăn mía hả? Sao nhăn chứ vậy? Ngọt mà sao nhăn chứ? Dài quá. Giống thịt gà không? Ừ, giống á. Giống mà, nấm đùi gà. Nuốt được không? Được. Cảm thấy ngon quá, nứt quá khi miếng này. Cái đậu nè, cho ăn cái đậu nè. Thôi. Dẹp. Sao hai kia nhìn đơ quá hả? Ủa quên. Dẹp. Cảm ơn khác. Ta-da! Đây được gọi là bắp cải xanh lá nha. Có một cái đầu hơi bị nhăn nheo một xíu nhưng mà một khuôn mình rất là đẹp tuyệt trần. Và bây giờ bắt đầu nha, có ai chuẩn bị coi gì không? Có coi gì không? Vô coi. Biết luôn đúng không? Nhân chay là người coi. Rồi, 1, 2, 3, bắt đầu. Với một bộ tóc như thế này, với một cái bộ thân mình. Nó màu trắng mà. Cái thân màu lên. Yeah. Không em nằm vậy là em hết giờ á, nó thiệt á. Không kịp giờ chết á. Em chết chắc luôn hả chị? Giờ vậy chết em chết đi. 3, 2, 1, hết giờ. Rồi tiếp theo là súp lơ bạn, bắp cải xanh nha. Cái này thì nó hoàn toàn là màu xanh. Nhưng nếu như chúng ta mà nhìn kỹ là dưới đây là thấy nó trắng xanh nha. Đó. Rồi nhìn cái này giống như cây nấm hồi nãy luôn. Nhưng mà phiên bản mà xanh lá nha.
Rồi tiếp theo là một cục súp lơ màu xanh thì có xù xì nữa nè. Nói chung là nó giả gỗ vậy đó. Này là giả bắp cải xanh nha. Nếu như chấm điểm mà hai 10 điểm mình nghĩ là cái cục cải này chắc cũng được 1 trên 10. Còn này lại nó giả màu trắng luôn các bạn. Ghê à, màu trắng rồi nó quệt đi màu xanh rồi đó. Nó bóp 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 đồ nữa. Đây. Nói chung là cái bài này mình thấy là ok nha, dù thật sự là không giống lắm nhưng mà mình đánh giá cao là cái màu trắng và xanh này rất là ok luôn á. Nói chung đánh giá đẹp nhất là thằng này là đẹp nhất nha. 3 trên 10 điểm. Còn thằng này là 1 trên 10 điểm. Còn cái thằng nấm xanh lá này là zero, không điểm, không nói nhiều. Ok, trả bài. Wow, hồi nó không được ăn. Từ, giữ im lặng nào, hình phạt cho bạn Nặng có một bức hình đẹp nhất luôn nè. Này là gì vậy? Dông học mẫu giáo mới biết nặng quá, đơn giản quá. Đúng luôn, mà thôi. Đây là phần thưởng cho em nè, trả phí. Nhai. Cảm giác thế nào? Sực sực không? Sực sực, lẹt. Lẹt hả? Đúng không em, ngon lắm. Thấy ngon thì cắn thêm cái nữa đi. Thêm cái nữa ngon mà. Ăn tốt cho sức khỏe. Bột bột. Đúng rồi, em cắn em hút bột bột mà ra bột bột. Cái này đang sang thiên tố được mà vậy. Em hút em. Dạ đâu. Không. Nếu lạc quá cắn em hút này nữa thì ngon lắm á. Ghê. Rồi ăn hết cảm giác như thế nào? Lạc mà nghe nó làm như kẹo nút nút nữa. Nghe mùi. Mùi gì đâu? Mùi rau chứ mùi gì. Mùi nuốt vô nó đi, nuốt vô nữa. Nhai không được, phải nuốt vô nữa. À. Rồi bắt đầu vòng 3 nha. Nãy giờ để ý cặp đó lắm rồi nha. Không biết nó là sao chứ. Nè. Cũng ngại bình thường thôi. Sẵn sàng chưa, sẵn sàng chưa? Có ai ngắm gì nữa không? Rồi ok. Giúp ai. Nào à. 1, 2, 3. Trong rồi nha. Nó dễ kìa. Trời ơi, bỏ lẹ gì vậy? Nặng cục xúc xích gì em? Để đưa ngang bằng cái này nè. Chờ. Dễ. Nó có săn 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 nữa. 1 phút đã trôi qua nha. Còn 2 phút đó. Còn 3 giây nha. 3 2 1 chưa hết giờ. Rồi hết giờ rồi, hết giờ rồi. Ngưng 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 ngưng. Cái này giống như cục xúc xích mà một gai mai bên nè. Quỷ này nặng gì không biết luôn. Này nhìn thì cũng không biết luôn. Chỉ có ban giám khảo, bây giờ chỉ còn ban giám khảo chấm thôi chứ. Thôi gom bài. Rồi đây là củ nghệ các bạn. Củ nghệ. Cái quách đằng heo gì đây. Nó lại với dương chấu bên đây. Chấu này nhỏ xíu nên đầm dài. Còn thằng bên đây thì hiếu chấu. Hai chấu các bạn. Thằng này cũng được được. Bài này khó à nha. Nói chung là 3 cái là 6 điều. Mà không biết nào xấu nhất thì hơi khó đi coi. Ok. Thằng này nó bị quá hiếu quá nhiều chi tiết các bạn. Hiếu quá nhiều chi tiết nên mình cho tạch nha. Ok. Trả bài luôn. Bảo tạm chấp nhận được nè. Nên mừng vì điều đó thì còn đầu mè nhất nè. Nãy giờ tập trung vô cái này nè. Không tập trung vô công việc. Ăn đi. Ủa củ đẹp mà ta, nó giống nhau mà. Giống chỗ nào đâu. Được rồi, đi chen luôn thấy không. Bà Yến này có 3 lặng. Người ta có 3 nè. Củ ta ốm gì, củ ngày mập gì. Thôi nói chung bây giám khảo chấm gớt là tính gớt đi. Đừng nói nhiều nữa. Ăn đi nào. Hê.
Này phải cạo em mới ăn được. Thì hình phạt của Tí mà. Tí muốn làm gì cũng được. Hôi quá à. Thử coi hôi không? Mắt hôi luôn á. Chịu đi. Mùi cũng ngại mà. Chịu đi. Nhân Chí bắt buổi thằng kia bên nhát vô họng đó. Vì nó là ăn giùm. Nói rồi đánh giá cao mày gớt mà. Gớt okay. Đi. Ăn đi bạn Chí. Cắn cắn đại không đi. Cảm ơn. Nó làm bi vô wasabi luôn á. Trời mày mày. Cố gắng nhai mà nhai nhai cái nặng ghê lắm mày. Nó hôi á. Cái mùi vị sao? Ăn hay sao? Tôi tự với wasabi với mày cái mùi nó khó nghe hơn. Nè nè. Ekip nha, thử cái kìa. Ekip mà, ekip cũng nhai nữa. Trời này ekip cũng bắt buộc phải nhai nữa. Thử coi. Đây ekip thử nha, thử coi tao nói nó đúng không nha. Y như wasabi luôn. Mà nó nặng hơn á. Xui à. Ekip ăn thấy bình thường à. Vãi. Xui cho bạn ơi. Nè nó sao sao á. Hai điều bình tĩnh như nãy giờ nè. Ăn như mía lẹt nha. Ăn như mía. Cà gót ăn được mà cái này ăn giống giống cái cà gót mà nó ghê. Nè trời cắn thôi chút xíu mà đỏ luôn chén luôn rồi nè. Màu sơ rồi. Rửa chén. Nãy giờ thấy Bảo tập trung vào con này quá. Bảo có phát cảm nghĩ gì không? Nói con gì đi Bảo. Con gì vậy? Chim ổ dịch nè. Em cũng biết nữa Bảo nó đi rồi. Thì nè bị cấm sừng rồi. Thấy sừng bị chập bá. Ôi nè, bắt đầu nè, vòng 5 nè, vòng 5 nè. Hát xong. À cái này mới cắt rồi nha. Rồi xong rồi, buồn luôn. Lại phá hủy một cái công trình để thành một cái. Một cái. Phá hủy một cái công trình để. Rồi ngắm đi nha, ngắm đi. Ăn à. Hơi bị ngon luôn á, có vị đắng đắng. Buồn quá. Buồn quá. Buồn quá, không lẽ tao bỏ cái con này của tao, tao nặng này cái trái qua chứ. Thôi, vô chủ đề chính đi nào, vô nè. Con này của em xé ra được rồi đó. Em hết rồi. Phá quỷ ra rồi. Phá quỷ. Ê, nè, thời gian bắt đầu nha. Hết rồi chưa? 1, 2, 3, bắt đầu. Ấy, rồi, hết rồi, hết rồi, để xuống. Tí vẫn còn cố gắng bấu nha. Phạt tí nha. Rồi, tiếp theo là cái khổ qua. Khổ qua màu xanh nha bạn. Màu xanh hết nha. Rồi, đây là ba tác phẩm đời đời của ba bạn trẻ. Đây là cái giống tác khế. Đu, mình đánh giá cao cái cuốn này nha. Đây các bạn thấy cái cuốn không? Wow, giống cái đuôi heo, rất đẹp. Còn cái trái bên đây giống cái trái đu đủ các bạn, đu đủ xanh đó, chưa chín á, mà bị mấy cái thằng nhóc mấy đứa nít đồ nó lấy móng tay nó bấu vô nó phá trái đu đủ các bạn. Không biết các bạn nào có thấy được trái đu đủ bị nít nó phá giống vậy chưa nữa. Lấy móng tay bấm như vậy nè. Đó, đu đủ bị phá. Wow, mình phát hiện được tái này bị chảy máu. À, nói chung là cái lỗi này là do đất sét nó ở gần nhau quá nó bị nên mình có thể bỏ qua nha. Ok, mình quyết định là cái đuôi heo này chết nha. Đuôi heo quá nhỏ. Cái trái này cúi đâu đuôi heo đâu, nó hẳn quá, nó làm vậy là sai nha. Với lại nó giống trái khới quá rồi. Rất là giống trái khới mà còn nhỏ nữa. Tạch. Không cần nói nhiều. Rồi, thưởng thức đi em. Giống mà. Không, em đậu cái cú á, nhưng mà em xui quá. Cái này em bị sọc dằn này, giống trái khới nãy nói rồi mình không nghe. Đã thế còn sọc thêm càng ngày càng nhiều quá. Nó bự ghê không? Nè, ăn nghe em, hình phạt của em á. Có lỗi không phần hưởng. Em biết ăn. Không biết cũng phải ăn cặp nè. Chà. Ngon lắm á, nhiều lúc anh cũng muốn ăn lắm á. Mà thôi cho em á. Ăn đi, cắn.
Trời ơi, ngon kìa. Nhai nữa, nhai nữa. Ngon mà. Dạ luôn. Dạ luôn kìa. Nó không có đắng hết đâu. Chỉ là khổ quá thôi à. Ăn vô mà, đỡ khổ. Ba thôi, giờ này khổ quá à. Sao sao ngon không? Ghét ăn nút luôn. Hay sao? Ghét nút luôn. Thôi cái đó nhận nói gì kìa. Nhưng mà ngon mà. Ăn hết khổ luôn á. Em ăn cái này xong rồi chiều nay sổ số chúng. Ăn đi hết khổ, cái khổ. Ê nó nhận không ổn. Nút luôn khổ rồi. Biết khổ rồi chưa? Dạo này mấy bạn cứ chửi em ăn không hết gì hết rồi bây giờ hả? Cho mấy bạn mày... Ồ. Được ba cái đẹp. Cho cảm nghĩ như thế nào chứ em. Anh đánh giá cao cái món này lắm nè. Đáng. Đáng rồi hả? Còn gì nữa không? Có ăn mà anh. Hương vị ngọt ngào. Nữa hả? Có đâu. Thôi dẹp. Món hàng này có hơi bị dài và cao nha. Hàng chất lượng đó. Coi nha. Ta da. Phải pha màu rồi, màu mèo. Chanh. Không có chồng khu vực. Giờ phải khóa ở qua nha. Phải khóa. Còn có 10 giây nữa. Nhanh lên bảo. Cho nên em ăn cái chanh này nữa. Còn tí là đang sắp bút massage kìa. Em biết nạn nguyên trò. Sắp hết giờ. 3 2 1 hết giờ. Để sản phẩm mình ra nào. Rồi tiếp theo là tái chanh các bạn. Tái chanh này thì mình thấy là nó bị chín nên nó vàng vàng rồi nè. Vàng vàng xanh xanh. Wow. Cái trái này có giống này đâu ta. Chắc là nó giả, không bên đây là màu vàng, không bên đây là màu xanh đó bạn. Đu gì đây? Cuốn hả? Đu giả lõm luôn nè bạn. Quá dữ. Mình đánh giá cao cái trái này nha. Cuốn này gì đây? Mình sẽ có hai sự lựa chọn. Cái trái màu vàng với cái trái màu xanh đây. Ok, hàng này tạp nha. Chắc là... Lại cho em rồi đại. Tự nhận đi. Con nướng bạn nào đó. Oh, của em kia kìa em. Giống mà. Sao sao dạo đời nhẹ sao em mới ăn đắng xong giờ em ăn chua rồi em. Uống lưỡng luôn. Không có gì cả, em nhẹ lắm hả? Không, ban giám khảo hay sao mà dạy với em. Chịu không phạt đi. Người ta bị có chút xíu, em bị yên bệ luôn, nửa trái luôn nè. Coi người ta nè. Có bị đâu, có phút này chút xíu à. Anh bị héo nửa trái. Thôi nói chung là ban giám khảo chấm sao là vậy đi. Lúc trước em chấm ban giám khảo sao, ta chấm y vậy á. Hồi xưa ai kêu không chấm anh đậu chi. Ôi rồi rồi. Nửa trái nha, cái này nãy nãy bỏ. Nhanh ký bỏ nguyên trái không nha em. Nhanh ký, bỏ nguyên trái không luôn. Ờ, ghét bỏ nguyên trái không luôn. Gì á? Nó cắn cái đó xịt cái hơi vô họng á, nó cay phải rồi. Cặp hết nửa trái luôn em. Ở nghe mùi hôm kìa. Anh... Ủa hôm quá à. Anh Lâm có giao lực từ đầu mà. Ừ. Anh ơi, đâu mà ăn nè anh ơi. Ăn đi em. Sao đâu. Ăn như là nó bớt nhẹ. Em mới không nghe mùi giống mùi chanh luôn. Bệnh đắng gì ạ? À? Nhai vào họng mà nhai ối cũng được không sao hết á. Mẹ đi, hình phạt của em là lâu nhất đó nha. Cắn lại ăn cái nè. Cắn cái nè. Ghé lại nghe mốt anh Lâm ử hết ăn chanh có con. Anh chú chết là mua trái chanh giàu quá tất cả công đức. Có thật không? Đúng không? Nhai á. Bạn tổ chức mùa chém trái già quá. Cắn không đứt luôn á. Cho phát nghĩa, phát biểu cảm nghĩa bạn bảo.
Cái gì cũng tệ lử luôn á. Tệ lử luôn hả? Ngon không? Ngon không? Thiệt chứ, tất cả nhường em luôn á, ai cũng nhìn em mà chảy nước miếng. Rồi vòng thứ 7 nha. Tới. Chai này gắt lắm á, ai mà xấu chết luôn. Ôi. Chai nước mắm Nam Ngư có vị cát cơm, hiệu màu nâu, được nhiều người ưa chuộng và làm nước quảng cáo mà. Nước uống. Rồi bắt đầu nè, vẫn là thời gian y cũ, chuẩn bị hết chưa? Chà, nhìn này cũng cao, phải quay qua đây mới đúng nè. Đó, Nam Ngư. Rồi bắt đầu nha. Nói về cái độ mà em tạo hình lên. 1, 2, 3. Có sẵn hả? Đỡ cái nắp lên mà. Ừ thì dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Đánh giá cao cái này nè. Vì không sao nè, nhìn lại nè, cho cái tội nãy giờ ship bậy bạ nè, đó. Hay đó em. Chết tôi. Mấy cái quỷ này. Bà anh đánh giá cao quỷ yêu. À xin nhắc lại nha, là ai mà mua là uống một cái chung này nè, chung cái nắp này á, phải uống hết đó. Này là vuông. Đúng rồi bạn. Giờ tất cả tụi nó phải theo hình vuông của em á nha. Yếu quá, yếu quá. Ê, còn 30 giây nha. Chai này khó quá. Chai này chai Nam Ngư vô luôn á. Hơi xấu. Còn 3 giây nè. 2 giây 1 giây. Hết giờ. Hết giờ. Xong rồi, toan rồi. Thôi được. Cái này là cái này giống cây sương môi không nè. Cái này giống cây sương môi không nè. Nhỏ mà nó giống chứ bộ. Đồ. Năm năm hình nó gì. Cái đó thì theo cho cái tội này đấy, người ta để bình thường là đâu có chết đâu. Này thì cho bay nè, nặng bậy bạ nè. Rồi đây là cái thứ 7 và là cái cuối cùng các bạn. Chỉ có 7 cái thôi. Đó chính là nước mắm Nam Ngư. Rất là mặn mòi luôn nha. Nước mắm cá cơm. Và đây là tác phẩm để đời của ba anh em. Cái quách bánh đợt heo gì đây? Chữ này chữ gì trời? Nam Ngu. Nam gì không biết nữa, Nam Như. Nam Ngư. À, Nam Ngư, ok Nam Ngư. Hàng này là cũng Nam Ngư. Ok, hàng này Nam Ngư nha. Chai này hình chuông khá là đẹp nha. Cái gì đó trời? Tượng ông địa. Này có chữ A thôi bạn. Rồi ok, nói chung là hàng ở giữa đây là đẹp nhất. Còn hai hàng này là này là cái ông địa, còn này là cái vụ cui. Thật sự là rất là khó để em biết hàng nào thật. Không lẽ mình cho cái giải thì cho hàng này, hai hàng này thật cùng lúc luôn á. Ok, không nói nhiều. Đây là giải cuối nha bạn. Mình chơi vậy nha. Rồi, ok. Ủa rồi. Giải cũng đặc biệt luôn á. Ủa sao có ông chén hả? Giải đặc biệt. Giải đặc biệt. Đúng dòng này ưu đãi luôn á. Hai đứa xấu đều quá, mỗi người chung. Đâu đâu. Ai này nó xấu. Ta hình cái chai nước mắm này hết trơn nè, sò sánh đây rồi. Hai y chơi hai chai nước mắm luôn mà chỉ nhỏ quá thôi. Đây, đó, để chai này nữa, đó, đó. Đó, Nam Ngư nữa hết trơn, đó. Nè, cho bạn phát biểu lần cuối. Bạn giám khảo chấm sơn nó là vậy đó, nên không có nói nhiều. Nè, Nam nè, Nam Ngư nè. Mỗi người chung rượu. Đây, để anh thua luôn. Ôi, trời ơi. Cuộc sống này nhẹ quá nhẹ trời quá. Nước này uống mỗi ngày mà. Nam Ngư làm tài trợ. Uống cho bạn nè xíu. Trời chế ra nữa. Rồi. Găng nhiều quá, cái này găng nhiều quá. Rồi nha, một chén ai uống trước nè. Vậy đúng không? Cắt máu hời. Đây cắt máu hời. Hồi quá à. Phần hưởng của em đó. Hồi quá à. Trời sao hồi dữ à. Hồi quá. Trời ơi, Nam Ngư ăn uống chấm mỗi ngày mà nghĩ sao á? 1, 2, 3. Con nghiện người dùng của mỗi nhà. Ê,
Cảm giác thế nào? Nhìn nó nha. Nó nuốt luôn rồi, gắn miếng không? Thôi mọi người đi thôi. Người kế tiếp. Người kế tiếp. Đây là thương hiệu người dùng của mỗi nhà. Có ai cá một tí nó đi ói không? Quảng cáo. Ít thôi. Ít thôi. Chết. Lỗ tai rồi. Ngang dĩ luôn rồi. Phần hưởng nó. Đây 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 đây. Cái gì vậy hả? Đâu. Ít thôi thằng dĩ luôn á. Vậy là mày không phải chủng tộc Việt Nam à? Lấy một cái bột. Ở tay đổ quá. Ghê quá à. Chưa liếm nữa. Đúng gì luôn. Chưa liếm đâu nội. Hợp đi. Hơi bị ăn da rồi đó mày chế ra. Tao phải chế lại mày đó. Vô. Ủa nó có khóc chưa ạ? Đổ hết. Đổ ra hết kìa, bảo nó đổ ra hết rồi kìa. Thì cô không biết đó là có uống không nữa. Thôi để chế hiệu. Chế lại đi. Tao có thấy mày uống đâu. Rồi kết quả là anh Tý là nó theo dường ăn nói là anh Tý đang gian quá, nó không có uống các bạn. Vậy thì nó hút hết nguyên một cái nắp. Còn một tí là chỗ. Nên bây giờ là cho Hi biết nữa. Phải đích thân xếp đúng ra rồi, mới chịu rồi. Uống á. Mình phải ra bên kia mới uống chứ nó cứ giả bộ cái các bạn. Ok chưa? Cho nửa nắp thôi. Trăm phần trăm nha. Ai ghê quá. Chớ vô hồng cái rồi trải nghiệm rồi hỏi uống cũng được cho đi thôi. Ờ. Chú ý là hôi miệng thôi. Cảm giác nghe sao vậy? Ăn muốn mồi vô anh. Ghê lắm hả? Không cãi. Đồ để chơi đẹp ta. Đồ không nói hả? Hãy giấu dưới miệng rồi. Nó giấu rồi, nó giấu dưới miệng rồi. Khi mà tắt á. Nó giấu dưới cái miệng đó. Thôi cho đây 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 đi. Uống hiền hả? Hả không ra. Ủa gì uống nổi, le lưỡi ra coi. Nó để dưới cái hàm dưới đó các bạn. Nói chung là chơi chiêu trò nha. Nhưng mà cũng mặn. Mặn mồi. Mặn mồi. Gắt là mặn luôn. Nói chung là cái nước mắm Nam Ngư này là nó rất là hôi bạn. Nếu như pha thì không sao chứ uống không là nghe mùi là cũng muốn ói rồi. Rất là kinh đúng không? Mặn còn hơn chút muối nữa. Nói chung là mình kết thúc video tại đây. Nói chung là video hôm nay là chơi trận chiến nạn đất sét các bạn. Trận đất sét màu. Kết quả là hôm nay là mình bị bệnh nên mình không có dẫn chương trình được. Mà không biết video này có nhạc hay không, các bạn không cảm nha. Mở như kết thúc video, cái thử thách cuối cùng là cho bỏ nước mắm vô cho bớt nhạc các bạn. Bạn đã thích video này, nhấn like, chia sẻ, cũng như bấm đăng ký kênh để mọi người làm nhiều lý phát. Cảm ơn các bạn. Đúng rồi, thử thách cuối cùng đâu nhạc đúng không? Đúng rồi, mặn hai thằng mặn luôn á.